nhân dẫn đến não trạng phân biệt chủng tộc đó chính là một hiện tượng đáng chú ý khi một nhóm người bị khinh miệt chính họ là nguy cơ gia tăng lòng phân biệt chủng tộc đối với các nhóm người thấp kém hơn mình. Nhưng một cách để tự nâng bản thân mình lên để giải tỏa sự ấm ức, nhưng nhìn chung nguyên nhân chính dẫn đến việc khiến người ta khinh thường người khác hay dân tộc khác vì họ cho rằng mình thông minh hơn, tài giỏi hơn, dân tộc mình tiến bộ và văn minh hơn. Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ đã công bố trên mạng xã hội Twitter rằng nạn phân biệt chủng tộc là vấn đề sức khỏe cộng đồng, đồng thời đưa ra một số thông tin liên quan về tác động của phân biệt chủng tộc đối với sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh thiếu niên. Trích dẫn số liệu từ Viện Chính sách Kinh tế hội Convolutional Neural Network, tạm gọi là CNN, đã chỉ rõ công dân da màu không được bảo hiểm cao hơn 60% so với lao động da trắng. Rõ ràng là người Mỹ gốc Phi có nguy cơ bị phân biệt đối xử và bạo lực chống lại họ bởi những chủng tộc gây nguy hiểm, thậm chí có thể khiến họ mất mạng. Tiến sĩ Peter Branser, chủ tịch hội đồng nhiếp chính của Hiệp hội Bác sĩ Hoa Kỳ trả lời phỏng vấn của CNN. CNN tiếp tục trích dẫn một số nghiên cứu của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ về phân biệt chủng tộc hay phân biệt đối xử làm tăng nguy cơ nạn nhân bị mắc các vấn đề về sức khỏe tinh thần như bệnh trầm cảm, bệnh tim mạch, tăng huyết áp, thậm chí khiến họ tử vong. Chỉ bằng cách nhìn nhận, tìm hiểu và định hướng lại các nạn phân biệt chủng tộc, chủ động thay đổi lại định kiến của mọi người về phân biệt, chúng ta có hy vọng là những sự chia rẽ sắc tộc này sẽ qua đi.